Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có nhiều mô hình chuyển đổi hiệu quả từ sản xuất cho đến tiêu thụ thuận lợi hơn so với trước đây. Hợp tác xã Tiên Châu Phố Hiến ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên có diện tích 15 hecta với 36 thành viên. Vườn nhãn của các thành viên được hợp tác xã phối hợp với các sở ban ngành thẩm định đánh giá những cây nhãn đầu dòng. Đến nay các gốc nhãn đều được đánh giá mã có QR code để truy xuất nguồn gốc các kênh nhãn của hợp tác xã khi đánh giá đều đảm bảo quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp nhờ có nguồn gốc rõ ràng hợp tác xã dễ dàng quảng bá sản phẩm của mình và đăng bán trên các nền tảng số các trang thương mại việc tiêu thụ nhãn trở nên thuận lợi hơn bà con anh em cũng năng động vào các sàn định thử ví dụ như là sàn phốt mát vỏ sò shopee Farm, đấy là những các cái cái sàn này chúng tôi thường xuyên vào hơn Thí dụ như hiện tại như năm nay chúng tôi đang bán về trên cái sàn uh, bốt mát ấy, thì là cái số lượng nó lớn nhất. Mới bán được có khoảng độ trên 30 tấn là uh, với cái nhãn hàng quà, là cái nhãn đầu dòng đấy. Tôi đây là được trên bảo vệ từ thành phố mới ở trên uh, trung ương đưa về là cũng đóng số và theo dõi. Thí dụ như là hàng tuần là về là cũng có như chỉ đạo xem là bệnh gì và thuốc gì, anh điều trị như thế nào. Nếu như trước ngày thì là bán tự do, là cứ sản phẩm có ai mua là vào bán nhưng bây giờ thì hợp tác xã là bao tiêu luôn là từ đầu đến đuôi Đấy là cứ có ngày cắt là lại báo vào con đi cắt công ty cổ phần dược phẩm Phúc Thành An Việt Nam vận dụng hệ thống giám sát nhiệt độ độ ẩm camera để theo dõi quá trình sinh trưởng phát triển đông trùng hạ thảo theo thời gian thực qua internet thông qua hệ thống giám sát giúp công ty quản lý và khẳng định chất lượng đông trùng hạ thảo đông trùng hạ thảo được chế biến thành các sản phẩm sợi sấy khô, sợi sấy lạnh, bột bánh được phân phối rộng khắp từ Hương Yên, Hải Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ứng dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất vào sản xuất và kinh doanh. Hiện nay thì doanh thu của chúng tôi đấy thì cũng là một cái đơn vị mới, thì doanh thu nó cũng đã đạt được sấp xỉ 10 tỷ. Chuyển đổi số nông nghiệp đã cho thấy rõ hiệu quả từ khâu sản xuất cho đến tiêu thụ nông sản đồng thời giúp nông dân nắm bắt thông tin cũng như phản hồi từ thị trường tuy nhiên việc tiếp cận công nghệ thông tin chuyển đổi số đối với người nông dân còn gặp nhiều khó khăn rất cần sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các sở ban ngành và các doanh nghiệp để cấp mã số vùng trồng vùng nuôi ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy nhanh công nghệ số trong hoạt động xúc tiến thương mại